Chào các bạn đến với chương trình Câu Chuyện Kinh Thánh, chương trình được minh họa theo sách Kinh Thánh, để mọi người cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời cho nhân loại chúng ta là thế nào. Nào chúng ta cùng nhau khám phá nhé! Kinh Thánh là một cuốn sách quan trọng, nhưng lại là một cuốn sách rất dài. Đúng vậy, Kinh Thánh là một tập hợp nhiều sách gộp lại và được viết trong một khoảng thời gian dài, nhưng cùng với nhau, chúng kể về một câu chuyện thống nhất. Vậy, câu chuyện của Kinh Thánh là gì vậy? Vâng, sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu cho chúng ta về một trí tuệ đẹp đẽ là tác giả của mọi tạo vật. Ngài được gọi là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền năng để biến đổi sự hỗn độn tăm tối của một thế giới chưa có hình dạng thành một thế giới đẹp đẽ và có trật tự và một khu vườn tràn đầy sự sống. Để quản trị mọi loài thảo tạo này, Đức Chúa Trời đã chỉ định một tạo vật được gọi là con người. Hay trong tiếng Hebrew là Adam. Họ được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa họ được Đức Chúa Trời ủy thác việc quản trị thế giới tươi đẹp này bằng cách khai thác mọi tiềm năng và tạo ra nhiều điều tốt đẹp và trật tự hơn nữa. Đây là câu chuyện về con người sử dụng năng lực của họ để làm những công việc ý nghĩa cho cuộc sống. Nhưng câu hỏi đặt ra là bằng cách nào? Vâng, con người bây giờ đối diện với một sự lựa chọn được tượng trưng bởi một loại cây có quả. Con người có thể đồng hành với Đức Chúa Trời và tìm thấy sự tự do bằng cách tin cậy vào sự hiểu biết của Ngài về điều thiện và điều ác. Hoặc là họ có thể giành lấy quyền lực và tự quyết định điều thiện và điều ác cho chính mình, và Chúa đã cảnh báo sự lựa chọn đó sẽ giết chết họ. Họ đã nghe được giọng nói của một tạo vật tối tăm bí ẩn, nói với họ rằng sự lựa chọn rất đơn giản, ăn trái đó đi, nó sẽ cho con người quyền năng và sự tự do cai trị thế giới theo ý họ. Và họ quyết định đoạt lấy tri thức này, kết quả là họ trở thành những kẻ luôn ngờ vực và chỉ nghĩ cho bản thân. Điều này dẫn đến sự đổ vỡ trong các mối quan hệ, tranh giành quyền lực khốc liệt. Và điều tồi tệ nhất là cả một đế chế, Babylon, đã tự định nghĩa lại điều ác thành điều thiện. Vì vậy mà Đức Chúa Trời làm rối loạn kế hoạch tồi tệ này của loài người. Đến đây thì câu chuyện Kinh Thánh chuyển sang một bước ngoặt quan trọng. Chúng ta tập trung vào câu chuyện một người nam và một người nữ từ Babylon, Abraham và Sarah. Đúng vậy, Đức Chúa Trời hứa rằng từ họ sẽ ra những con người mới, một dân tộc được ban cho thêm một cơ hội để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nếu họ thành công, nó sẽ mở ra một con đường mới phía trước cho toàn nhân loại. Đó là lý do vì sao toàn bộ phần còn lại của Kinh Thánh là về dòng dõi này. Nhưng câu chuyện đã không diễn ra cách tốt đẹp. Dù đã có sự hướng dẫn cá nhân từ chính Đức Chúa Trời, gia đình Abraham vẫn rơi vào cùng một cám dỗ như vậy. Họ muốn tự mình quyết định điều thiện và điều ác mà không cần đến Đức Chúa Trời. Ngay cả những người lãnh đạo tốt nhất trong số họ, những người yêu mến sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và được ban cho sự khôn ngoan thiên thượng, họ cũng từ bỏ. Israel được các nhà tiên tri cảnh báo rằng sự lựa chọn này sẽ dẫn họ quay trở về Babylon, và lần này họ là những người bị đánh bại sống trong sự lưu đày, và mọi việc đã xảy ra đúng như vậy. Cho dù được chính Đức Chúa Trời dẫn dắt, Israel vẫn thất bại. Vậy thì ai có thể thành công? Các nhà tiên tri nói rằng câu chuyện không kết thúc ở đây. Đức Chúa Trời sẽ gửi đến một vị lãnh đạo mới đến Israel để che đi những thất bại của họ và để biến đổi tấm lòng và tâm trí con người để họ có thể quyết định đúng đắn. Vậy nên, phần Kinh Thánh được gọi là Cựu Ước kết thúc tại đó. Những lời hứa này vẫn còn bỏ ngỏ. Sau đó, câu chuyện Kinh Thánh được chuyển sang phần mới có tên Tân Ước. Ở phần này, chúng ta được biết đến một người nam từ dòng dõi của vua Israel tên là Giê-xu người Nazareth. Ngài nói rằng Ngài đến để hoàn thành mọi lời hứa trước đây. Ngài đối đầu với thế lực bóng tối bí ẩn mà tất cả nhân loại đã đầu hàng, và Ngài chống lại quyền lực của nó. Và Ngài công bố rằng Đức Chúa Trời đã đến để dẫn dắt thế giới thông qua chính Ngài. Chúa Giê-xu dạy dỗ về định nghĩa của Đức Chúa Trời về điều thiện và điều ác. Ngài nói rằng quyền năng thực sự chính là sự phục vụ người khác. Theo lời Chúa Giê-xu, chính những người yêu thương kẻ nghèo khó, thậm chí là yêu chính kẻ thù nghịch, đó chính là những người sẽ thực sự lãnh đạo thế giới. Điều này gây bối rối, nhưng nó cũng hết sức đẹp đẽ. Và câu chuyện vẫn tiếp tục với lời tuyên bố về Chúa Giê-xu rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời trở thành con người cho dân Israel và cho toàn thể nhân loại, điều mà chúng ta không bao giờ tự mình làm được. Ngài đến để lãnh mọi hậu quả của tội lỗi thay cho con người. Tình yêu đầy hy sinh của Ngài chứa đựng quyền năng mạnh mẽ hơn quyền lực của ma quỷ, thậm chí mạnh hơn cả sự chết. Và giờ đây, nhân loại có một lựa chọn mới, tượng trưng bởi một cái cây mới. Tiếp tục con đường cũ mà cả nhân loại đã đi, hay bước đi trên con đường mới này? Trong Kinh Thánh, những con người lựa chọn đi theo con đường của Chúa Giê-xu thấy mình được chính Đức Chúa Trời ban cho sức mạnh. Những con người biết rằng mình được Đức Chúa Trời yêu thương và tha thứ, trở thành những người biết yêu thương và tha thứ cho người khác. Phong trào Chúa Giê-xu nhanh chóng lan ra toàn thế giới, tạo nên những cộng đồng mới là những con người đi theo con đường của Chúa Giê-xu. Nhưng họ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Từ bên ngoài có rất nhiều bất bớ xảy ra bởi những nhà cầm quyền, bên trong cộng đồng lại có sự bối rối, thậm chí là thỏa hiệp.
Đúng vậy, bởi vì đi theo Chúa Giêsu quả thực rất khó khăn. Vì thế những nhà lãnh đạo phong trào được gọi là các sứ đồ đã viết những bức thư để khích lệ và cũng để thách thức những cộng đồng này để họ tiếp tục trung tín đi theo con đường khó khăn của Chúa Giêsu. Họ được kêu gọi đến hy vọng khi một ngày Chúa Giêsu sẽ quay trở lại và thay đổi cả thế giới. Kinh Thánh kết thúc bằng việc chỉ đến một ngày trong tương lai khi mọi sai trật sẽ được sửa chữa, khi ma quỷ sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, thiên đàng và trái đất sẽ hợp làm một và con người có thể lãnh đạo thế giới cùng với nhau trong tình yêu và năng quyền của Đức Chúa Trời. Vậy tôi hiểu rồi, đó là câu chuyện của Kinh Thánh. Câu chuyện này sâu chuỗi tất cả các sách lại với nhau. Điều thú vị là mỗi sách lại chứa đựng một thể văn khác nhau, đóng góp cho câu chuyện xuyên suốt này theo một cách riêng biệt. Đó chính là nội dung chúng ta sẽ khám phá trong đoạn phim tiếp theo. Các bạn xem hãy ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ video này trên mạng cộng đồng để nhiều người được biết Chúa qua chương trình. Hẹn gặp lại các bạn các video đặc sắc tiếp theo.